Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nha. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu chổi lau nhà bên em. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu chính, thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu một để gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh được chúng tôi nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã chổi mới, đó là cái mẫu chổi tròn nhá, chổi lau tròn. Đấy, thì bây giờ là bên shop sẽ có tổng là 3 mẫu: chổi lau tròn, chổi lau tam giác và chổi lau hình chữ nhật. Đấy, thì nó sẽ là 3 tên nhé, tròn, tam giác và chữ nhật. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu chổi tròn. Đây, thì về nhà thì các bác banh cho em cái này ra này, banh cho em cái này ra. Sau đó thì đây mình để như này, mình để này. Sau đó thì mình lộn lộn nó lên, lộn nó lên là cái phần lau nó sẽ vào trong chổi như này. Đấy, cái này thì các bác tháo ra để mình giặt thủ công thôi. Đấy, tháo ra mình giặt thủ công. Và con này thì các bác dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tường. Đấy, lau tường. Đấy, hoặc là lau các cái phần như là khu vực ở phần bếp biếc. Đấy, tường bếp, tường gạch men ấy cũng rất là ok. Con này thì các bác cứ xoáy kết nối vào cho em là xong. Đấy, xoáy kết nối vào cho em là ok rồi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 90.000 cho một con chổi lau tròn này thôi. Con này thì nó sẽ là dòng chổi dài nhá, chổi dài. Các bác có thể là mình đút nó vào. Đấy, xoáy đút nó vào hoặc là các bác tăng lên tụt xuống được nhá. Đấy, đây nó sẽ có các cái nấc như này. Thì các bác xoáy cái nấc này ra cho em này. Xoáy cái nấc này ra này. Đấy. Sau đó thì mình thả cái này ra. Đấy, cái này thì nó dài tối đa là vào khoảng là đi tối đa của nó là được khoảng là đi 2 mét thôi nhá, khoảng 2 mét. Đấy. Tầm 2 mét gì đấy các bác. Đây. Để các bác có thể lau trên cao. Con này nó cũng dạng như là cái chổi phớt trần nhưng mà nó sẽ là bản to nhá. Thì cái này các bác có thể dùng để mình lau đa di năng được hết nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Cầm cho anh cả cái chổi phớt trần đây này. Đấy, đây nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái phần lông như này. Cái chổi phớt trần ấy, một cái phần lông như này các bác nhá. Đấy, thì rất là tiện. Về nhà các bác có thể mình lau trên trần này, lau trần nhà này hoặc là lau ở các cái khu vực như là gạch men này. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Và con này thì khi mà về nhà các bác lắp ráp vào thì chiều dài của nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng là 2 mét đây. Đấy, khoảng 2 mét như này. Thì các bác có thể dùng mình lau dọn vệ sinh rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Và tháo lắp thì đấy, từ nãy giờ em đã tháo lắp cho các bác rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ thế là mình tháo lắp vào cho em là xong. Đấy. Bộ sản phẩm thì nó sẽ là 4 khúc như này nhá, 4 khúc như này. Về nhà các bác tháo lắp vào cho em. Nó vào khoảng là từ 2 mét đến hơn 2 mét một chút nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm 4 khúc như vậy. Lên cho em là các bác lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn. Giá của nó sẽ là bỏ tranh cái bút. Đây các bác này, khi các bác dùng thì nó sẽ như này, nó rất là tiện này. Mình có thể lau trần nhà này, lau nhà tắm, nhà vệ sinh này, khu vực bếp núc này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Các bác có thể tăng giảm. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lau dọn bếp này rồi các cái khu vực khác cũng rất là ok. Thì con này chức năng của nó thì nó có thể rút dài đến 2 mét cơ thì nó sẽ tiện hơn so với cái con chổi tam giác mà em đang bán. Đó. Thì giá thì con này các bác lên cho em là chổi lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn này. Đấy. Chổi tròn, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái mã chổi tròn như này. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ. Đây. Một bộ thì bên em đóng gói nó sẽ như này và gửi đi cho các bác này. Giá sẽ là 90.000 này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác này. Đây. Tam giác thì nó sẽ là một con chổi như này. Con này thì nó sẽ có 3 khúc và nó chỉ dài khoảng trên 1 mét thôi. Đấy, nó sẽ dài trên 1 mét thôi thì con này cũng rất là vừa xinh nhá. Đấy, khoảng trên 1 mét. Để các bác sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ dài khoảng trên 1 mét này. Các bác cứ lắp cho em ba cái đầu này vào. Đó, đây, lắp cho em ba cái đầu này vào. Để các bác sử dụng thôi. Đây, xoáy vào đây cho em này. Đấy. Xoáy vào đây. Và cái này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng chổi tự vắt. Đấy, nó sẽ tự vắt được, còn con kia thì các bác phải tháo ra để mình giặt. Đấy, con này thì các bác chỉ cần kéo này thôi. Kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy. Kéo này sẽ tự vắt và có thể xoay 360 độ thì các bác cũng dùng như là giống như cái con chổi kia. Nhưng mà con này thì các bác lau đa di năng được hơn, lau nhà, lau tường, lau tủ đều được hết nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Đây. Đấy, nó dài khoảng 1m3 thôi chứ nó không dài như cái con chổi tròn đâu. Thì lên cho em là chổi tam giác, con này thì dài khoảng 1m3 và nó sẽ giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một con chổi đa di năng như này, nó sẽ vắt tự động luôn. Đấy, các bác có thể lau cũng rất là đa di năng luôn nhá. Nhưng mà con này thì cái chiều dài của nó chỉ khoảng 1m2, 1m3 thôi.
Đấy, còn cái con chổi tròn mà vừa nãy em cho các bác xem thì nó sẽ dài khoảng 2 mét trên 2 mét một chút các bác nhá. Đó, con này thì khoảng 1 mét 2 mét 3 thôi. Con này thì các bác có thể lau kính, lau kiếc, nói chung là cũng đa di năng hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá, chổi hình chữ nhật. Thì nó sẽ là cũng là một con chổi như này. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng hình chữ nhật thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Chổi hình chữ nhật nhá. Giá thì bố shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây nó sẽ là một con chổi như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cũng có ba khúc nhá, ba khúc và cái thanh lau này của nó là hình chữ nhật nhá. Thanh lau là hình chữ nhật. Và về nhà các bác cũng xoáy vào đây cho em. Sau đó thì mình rút ra mình lau như bình thường. Đấy, có miếng dán như này nhá. Đấy, có cho các bác một miếng dán luôn. Đấy, và khi các bác vắt thì mình kéo này cho em này. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cái ống này vào này, lắp ống này vào đây. Đấy, lắp xem cái ống này vào đây. Đấy, lắp ống này vào đây, sau đó thì mình đẩy ra này. Đẩy ra sau đó thì các bác đẩy ra và mình đẩy ra mình lắp cho em cái ấy vào. Đấy. Lắp cho em cái đầu vắt vào nhá. Lắp cho em cái đầu chổi vào. Lắp cái đầu chổi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu nó có cho các bác là cái phần đầu như này, các bác lắp nó vào này. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây nhá. Lắp cái đầu dây vào đây, sau đó thì các bác dán vào là xong. Thì khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần là kéo qua như này thôi. Kéo qua như này sẽ tự vắt cho các bác này. Kéo này nó sẽ tự vắt vừa giặt luôn, rất là tiện nhá. Đó, vừa vắt vừa giặt rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác cũng kết nối vào thì nó dài khoảng 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy. Cũng rất là tiện ích và có thể xoay ngang xoay dọc để các bác sử dụng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con chổi hình chữ nhật như này. Giá của nó là 80.000 nhá. 80.000 cho cái chổi hình chữ nhật như này. Đấy, lên xem là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Con này thì sẽ là 55.000. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng đầu sợi lông như này. Đấy, đầu sợi lông như này, và con này thì nó sẽ kéo dài được khoảng 2m4 đến 2m8 nhá, 24 đến 2m8. Đấy, và các bác xoáy vào đây cho em này. Cái này nó có thể gấp được như này. Đấy. Và kéo rất là dài luôn, khoảng từ 2m4 đến 2m8 này. Đấy. Các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ nhá. Cái này thì chỉ dùng để phớt màng nhện thôi chứ không lau được. Còn cái chổi tròn kia thì nó có thể lau tường và lau trần các thứ đều được hết nhá. Đấy. Thì con này giá sẽ là 55.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi lông phớt trần nhá, chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k một bộ này nhá, 55k cho một bộ như này. Thì dùng cũng rất là tiện, các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ rất là ok. Lên cho em là chổi lông phớt trần. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Này, bỏ cái này vào đi mi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái sản phẩm tất. Cái này cứ để đây để quay nhá. Tất thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi nhá, có màu đen và màu trắng này. Có màu đen và màu trắng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Em về thì có hai màu đen màu trắng, giá thì 90.000 một vỉ nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Hàng này thì hàng siêu chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, một vỉ này là 10 đôi và giá thì chỉ có 90.000 thôi, hàng thương hiệu Nike đây. Đấy, tất này thì các bác dùng rất là ngon và tiện ích luôn. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá, giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, tất 10. Giá của nó sẽ là 90.000. Đây bỏ nốt cái này vào đi này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10 này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn có nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái con đèn cúc áo này. Có một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, và có các chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này. Rất sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Nhìn vào là đau mắt đấy các bạn, tại vì nó rất là sáng. Đấy, nhìn trực tiếp là rất là đau mắt luôn. Đó. Có nam châm hít nhá, có móc khóa này, có nam châm hít và có kệ đỡ như này, có nam châm hít này. Đấy. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa. Giá sẽ là 40k. 40k cho một con đèn móc khóa như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng đồng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng như này. Thì các bác đặt vào cái phần cái cống thoát nước nhà mình để nó cơ chế của nó là luôn đóng như này. Nước nó xả thì nó mới mở, còn không nó lại đóng thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi. Lên nha, là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
bàn chải nước nhé. Đấy, bàn chải bằng nước. Đấy. Các bác lên cho em là tăm nước nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy như này, các bác cho nước vào đây cho em. Về nhà thì cho nước vào đây này. Đấy, cho nước vào đây thì các bác khi mình dùng ấy thì là nước nó sẽ xịt lên. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi này. Đấy, nó sẽ có các cái đầu tăm như này. Đấy thì tóm lại là mình đang sử dụng là tăm thường, là tăm tre. Đấy, bây giờ các bác sử dụng sang cái tăm nước này cho em. Nó vừa tốt, vừa an toàn, vừa tránh viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu trên răng. Đây, đấy. Nó sẽ là cái tia nước nó xịt vào và nó giúp cho các bác vệ sinh răng lợi luôn. Giá sẽ là 180.000 nha. Tăm nước 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhá, vít đen. Thì nó sẽ là một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Con này thì có xoáy nhanh, có trợ lực luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là tiện nhá. Có xoáy nhanh, có trợ lực, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Được sẽ có cho bác là 12 đầu vít một tay công như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 12 đầu vít một tay công. Nó sẽ là một cái dòng tô vít trợ lực rất là tốt luôn, thép CRV nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen giá sẽ là 60k, 60k cho một cái bộ vít đen như này. Ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cái này 150 à. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt. Tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên cho em là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên cho em là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm một ti nhá. Đấy, các bác lên cho em là bơm một ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm một ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này. Hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm một ti nhá. Bơm một ti nhá, bơm một ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm một ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với lại những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đây, các cái đầu kết nối của nó này,
bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẫy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2T như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2T nhá, bơm 2T 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa. Giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, để thằng ngay để nhận ưu đãi. À, rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông như này. Hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất. Và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống, hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này. Bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm một gói thuốc này bóc ra, sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn, để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân, mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá.
40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt thế này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5 6 ly nhá, 5 6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên thêm là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là lên thêm là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Hàng của thương hiệu Seki Japan con này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá, rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá, rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì đến shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 m nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 m. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 m và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 m nhá, 20 đến 30 m. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên xem là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim cho nên không lo gì bị dỡ chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này. Đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã reset này.
rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống rỉ sét ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia các nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Có lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 như này các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bạn nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3 đến 400ml thôi nhá. 3 đến 400ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đấy? 130 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000, con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây. Hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó. Em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Lấy cho anh tờ giấy này. Quyền móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, con này, đấy các bác theo. Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn nhá. Đó. Các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35 37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả các thứ, bổ dưa hấu thứ nhất là rất là đàm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130k nha. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhá. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000, hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly, rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá, liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150k. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức 150k cho một em dao chặt Đức như này, 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đàm tay luôn, có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Quyên Linh luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. 60.000 cho mọi em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, rất là bén luôn này các bạn này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20 cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn, đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này, đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên cho em là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác che dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này. Bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường, đeo vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong.
đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường, mà mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt này thôi. Lên theo là cọ vịt nhá, giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy, mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó cũng rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về cho bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó, sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét. 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đặt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30 mét, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30 mét. Dây của nó là dây vải nhá. Dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy, chiều dài của nó là 30 mét nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30 meter này các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc, rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhá. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cút nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá. Bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc. Còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này. Gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành, kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị dỉ, về nhà các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi cho nên nó hơi bị dỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh đi cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to, sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là, con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này. A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to, giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi
3-4 lạng, còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhỉ, 5-6 lạng. Con này con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asaki này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá, bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác như này, 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này, Tajima, Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu, giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nha. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 thôi nha. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho một bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5, cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác lại cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa thanh lý nốt cho bác, giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây. Sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ khi xoay thì mình sẽ xoay như này. Và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này, hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn các bác theo. Đó, giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Bên em là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này, nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn, thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này, hàng nội địa của Nhật siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi, ok. Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con rô một con hồ lô tưới cây như này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi các bác nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em này. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên thái nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao chuyên thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ như này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng nhựa mica nhá, nhựa mica. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây.
hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé, con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên thái này. Bộ dao này, đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên thái nhá. Chuyên thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. 150.000 cho bộ dao, không thể tin nổi luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái nhọn này. Đấy, bỏ tranh tờ giấy đây. Một con dao thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao thái bản nhỡ đây này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm các bác này. Đấy, dao thấy khủng khiếp cho các bác ơi. Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó, độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan con này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy, thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây, tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi. Dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy, có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này và một cáp điện này. Đấy, các bác đậy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy, đậy vào nhấp cái nắp này vào, rất là nhỏ gọn luôn. Hàng của thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 1.2 lít là cả vỏ nhá. Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi. Lấy danh dây điện vàng. Về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Ấy, sáng chói sáng chang luôn, sáng loè cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120k nhá, 120k cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá, 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy, 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W, 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá, quá khủng khiếp rồi.
Đó, các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn, tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí, vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy. Bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270k và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bác này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Cái này mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng thì nó rất là ok 200. Luôn các bác nhá. Đây đây các bác này. Tâm sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha. Sau đó chúng ta bấm lên tay remote. Bật tắt này các bác này. Rồi nó nhấp nháy lại lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bác nhá. Rất là đơn giản ha. Thao tác đơn giản lắm. Đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này. Một lọ nước hoa như này kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em. Cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây, hotel các bác này. Đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này và một chiếc vợt như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con mũi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, oánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh cái kiềng này. Cái bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, ba chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt muỗi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt muỗi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt muỗi thông thường thì các bác chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá, thì các bác dùng con này cho em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130 cành nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Lượng thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp.
giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đây, giá chỉ có 25.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này, đó. Vòng vàng này, điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này, bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5-7 cm có nhá. Đấy, đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt trắng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá. Rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hẹn giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá. Máy vít đây. Đấy, thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đó, 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin. Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Lên cho em là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhé. Bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này. Bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không. Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này, hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp. Pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 chén như này. Đấy. Một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat, và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy, và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này.
Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành, nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700k nhá, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén, một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy, rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia, chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động như là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan. Và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là
ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác, nếu bình thường các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30 cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên tem là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo. Đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây, nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên theo là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin vào, đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhé. Còn một ít cái mã này nữa. Con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhé. 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhé, 1800W. Đây, chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi. Chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi. Hơn chục cái rồi các bác nhé. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhé. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác. Công suất của nó sẽ là 1800W. Điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn. Hàng của thương hiệu Toshiba. Giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây, nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cốc nhả kem nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm là một cái hộp ngăn kéo như này các bác. Đấy, một hộp ngăn kéo như này. Kèm thêm cho các bác là ba cái cốc nhá. Ba cái cốc các bác có thể dán vào đây cho em. Đấy. Tức là tất cả những cái cốc này nó đều có nam châm từ hít ở đít này. Đấy. Các bác có thể dán vào đây. Đấy, dán vào đây cho em, nó rất là tiện luôn.
Đó, bỏ cho anh cả hai cái lọ kem đánh răng đây. Có từ hít ở đây luôn, nó rất là tiện này. Đấy. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng dán này. Để các bác mình dán vào đây cho em, hai miếng dán mình dán vào tường, sau đó thì mình đeo vào đây cho em. Đó. Đeo vào đây hai cái miếng dán này. Và có kèm cho các bác là các cái sticker để khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác có thể đánh dấu từng cái cốc một vào, là biết là cái cốc này của ai, cốc này của ai. Đấy. Và khi các bác dùng thì các bác lấy cái lọ kem đánh răng mình ra. Đó. Lắp vào đây cho em, lắp vào đây. Sau đó thì mình chỉ cần nhả kem là mình nhấp này thôi. Nhấp này thôi là cái đầu này nó sẽ giúp ta tạo lực để đẩy cho cái kem đánh răng của mình nó sẽ rơi xuống nhá. Và các bác tùy theo cái độ nhấp để các bác có thể hứng bao nhiêu thì hứng, tùy ý mình. Đó. Thì đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem cái lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Đấy. Đây. Lọ kem đánh răng của Nhật đi. Kem đánh răng của Nhật các bác này. Đấy. Kem đánh răng của Nhật đây. Đây nó sẽ có cái gen xoáy như này nhá, có cái gen xoáy như này. Các bác xoáy cái này ra cho em, xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đó. Xoáy cái lọ kem đánh răng vào đây. Đấy, là mình cứ để này thôi. Sau đó thì mình nhấp như này là cái kem nó sẽ chảy xuống. Cái hàng này thì nó sẽ là hàng mới tinh cho nên là em sẽ không có test thử. Đây em sẽ test thử cho các bác qua một cái sản phẩm mà nhà em đang treo để trưng bày cho các bác xem. Đó. Trước khi test thì em giới thiệu cho các bác các cái mã kem đánh răng. Đầu tiên nó sẽ là một cái kem đánh răng của em giới thiệu giá của con này trước đi. Con này giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá. Giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Kệ nhà kem đánh răng nhá. Kệ nhà kem đánh răng. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ nhà kem đánh răng như này. Thì con này rất là tuyệt đích luôn. Đó. Tiếp theo là đến cái kem đánh răng của Nhật này, kem đánh răng Nhật. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là 170g. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đây, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Và giá thì sẽ là 60.000, dung tích 170g. Đó. Con này thì công dụng của nó sẽ là tinh chất gạo này, chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ có cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc này. Đây. Con này của nó thì sẽ là 120g. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng made in Korea. Đấy, đây. Made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. 120g này. Con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Đấy, bác nào răng đen, răng ố vàng, các loại răng, đánh cái này cho em một thời gian là đỡ hẳn luôn. Tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% nhá. Đó. Đây thì đây em sẽ có cái thực tế đây cho các bác xem này. Đây cái con kệ nhà em ấy nhá, em con này em chỉ để trưng bày quay cho bác xem thôi. Đấy, không đi lúc các bác bảo nhà này nó đánh răng bẩn thế. Đấy, đây các bác chỉ cần nhấp vào như này thôi này. Đấy. Hàng này để rất lâu rồi nhá, để rất lâu rồi các bác này. Đấy, rất là bẩn thỉu, để từ năm nọ sang năm kia này, nhưng mà chỉ cần nhấp cái là được luôn nhá. Đây. Đấy các bác chỉ cần nhấp cái này. Nhấp cái này là ra luôn các bác này, nó ra rất là đều và đẹp luôn nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên các bác có thể sử dụng đây cái cốc này. Nó sẽ là một cái dòng cốc để cho các bác có nam châm từ hít này. Đấy, dùng xong thì mình lại cho nó vào đây cho nó gọn này. Đấy, thứ nhất là chống bị mốc khi mà mình để ngược thì nó không khô được này. Và cái này nó sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái miếng dán như này, hai cái miếng dán như này các bác có thể đặt vào này. Đấy, đặt vào, mình dán vào rất là chặt luôn. Đấy. Đây em cũng dán thực tế luôn nên mà để từ năm nọ qua năm kia cũng rất là ok nhá. Đấy. Thì các bác dán xong là mình lại cho vào cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái tăm nước các bác nhá. Cái tăm nước. Đây nó sẽ là một cái dòng tăm mà các bác sử dụng, khi mà sử dụng thì nó sẽ là sử dụng bằng nước, chứ không phải các bác sử dụng bằng cái tăm truyền thống, mà nó sẽ là bằng nước. Đây, hình nó mô phỏng là đây nó sẽ có 4 đầu này. Một cái đầu để các bác dùng để vệ sinh kẽ răng này, một cái đầu để vệ sinh lợi này, một đầu để vệ sinh lưỡi này, và một cái đầu để các bác mài trên mặt răng này. Đấy, gọi là đánh răng đấy. Đấy, kỳ cọ trên mặt răng thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cho các bác là 4 cái đầu nước như này. Đây, nó sẽ có cho các bác là 4 cái đầu nước này. Về nhà các bác lắp vào máy cho em này. Và một con máy này. Con tăm nước này thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, rất là khỏe các bác này.
Đấy, và nước nó sẽ hút ở đây nhá, nước nó hút ở đây. Dung lượng pin của nó là 1200 mAh này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác lắp những cái đầu này vào đây cho em, lắp vào đầu này vào đây. Đó là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích. Thì con tam nước này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Các bác nhấn tắt cái thứ này nó rất là tiện thôi, và các bác tháo cái đầu này ra này. Đấy. Tháo cái đầu này ra, sau đó thì mình cho nước vào đây, cho nước vào đây, sau đó thì mình nó sẽ dùng dạng như kiểu là máy bơm ấy, là nó sẽ dùng cái tia nước này để nó vệ sinh. Thì các bác không bị can thiệp vào răng lợi của mình thì nó không bị hỏng răng, hỏng lợi hiểu nhá. Lên mã giúp cho em là tam nước. Cái này bao nhiêu ông nhỉ? Lên mã giúp cho em là tam nước, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, tam nước này. Giá sẽ là 160k cho một cái hộp tam nước như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái chai xịt chống thấm nhá. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm này. Cái này thì các bác chuyên dùng để chống thấm các cái phần như là nhà bị thấm dột này, các cái phần tường, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, thì các bác xịt vào cho em. Đặc biệt là các cái phần bị thấm dột nhá. Đấy. Thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bác lắc đều lên cho em. Trước khi dùng thì mình lắc kỹ, lắc đều lên cho em. Sau đó thì mình xịt. Đấy, mình xịt thì nó sẽ thấm đều trên các cái bề mặt, giúp cho các bác dùng là mình sử dụng là nó sẽ rất là an toàn nhá. Đây. Ví dụ đây các bạn này. Đấy. Nó sẽ là các cái phần tử cao su non như này. Thì dùng các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em. Đấy, để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, các bác lắc đều lên cho em, và khi mình bấm thì bấm dứt khoát nhá. Đấy. Đấy, tại vì cái đầu này của nó bao giờ nó cũng là hơi bị tắc một tí này. Đấy. Nó sẽ ở trên cái đầu trên này nó sẽ hơi bị tắc một tí, thì các bác dùng lắc đều và ấn mạnh cho em để khi mà nó ra là nó sẽ đẩy được cái phần tắc ở đầu ra. Đấy, đây. Các bác lắc kỹ, lắc đều cho em nhé. Đấy, đây, khi nó xịt nó sẽ ra như này các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này. Đấy, nó sẽ tan dần và nó chảy vào trong các cái phần lỗ thấm dột nhá, và nó sẽ giúp cho ngôi nhà của bác, phần tường, trần nhà và các nơi bị thấm dột là nó sẽ phủ hết kín hết luôn. Đấy, lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này thôi. 50.000 cho một chai xịt chống thấm như này nhé. Con này thì khá là tiện dụng luôn để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần. Đây là bình xịt chống thấm dột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị dột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm dột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm dột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 các bác nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái pin 18650 nhá. Đấy, pin 18650. Con này thì nó là dòng pin sạc, các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 3,7V và 6800 mAh. Các bác có thể mua về để mình đóng pin, mình dùng cho các cái thiết bị, hoặc là bên em bán thì nó rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang sử dụng cái pin này. Thì các bác có cái sản phẩm nào mà bị hỏng lỗi pin thì về nhà các bác có thể thay thế trực tiếp con pin này vào mình sử dụng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một viên pin 18650 này thôi nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo đa năng xanh. Giá thì chỉ có 20k cho một típ như này thôi, và 50.000 ba típ cho cái keo đa năng xanh như này. Đây, nó sẽ là một lọ dung tích của nó là 60g. Con này các bác chuyên dùng để dán tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt được luôn, và rất là bền chắc chắn. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, và 50.000 ba típ nhá. Lên mã giúp cho em là keo đa năng xanh. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó. Giá thì chỉ có 50.000 cho 3 lọ và 20.000 lọ nhá. Tiếp theo thì nay bên em tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồ Tết này. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm cái nho khô.
ăn rất là ngon, dai, mềm, ngon, và hàng nó sẽ là hàng không phẩm màu, không chất bảo quản các bác nhé, không phẩm màu, không chất bảo quản. Hàng của tập đoàn Samsung thì các bác biết rồi, nó ăn rất là ngon luôn. Sản phẩm thì sẽ là một bịch nho như này. Đấy, hàng của tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nhá. Đấy đây, Samsung này các bác này. Đấy, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc. Đấy, Samsung này. Đấy, và các kia công ty khác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bịch nho khô như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một hộp nho khô như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất đẹp luôn. Đó, đây. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, tập đoàn Samsung đây. Đấy. Các bác lên cho em là nho khô nhá, giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch nho khô như này. Thì cái này nó khá là tiện ích luôn. Các bác có thể sử dụng để mình cho biếu tặng làm quà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thảm lau chân này. Cuối năm đến nơi rồi. Đấy, Tết đến nơi là các bác cũng trang hoàng cho cái ngôi nhà mình nó thêm đẹp, thêm lộng lẫy. Kích thước của nó thì nó sẽ là 40 x 60. Đấy, thì bên em gọi nó là thảm 46 nhá. Chất liệu của thảm thì đây nó sẽ là một cái dòng thảm mà nó có cho các bác là mặt bên dưới là cao su non, và bên trên của nó sẽ là một cái dòng ném cho anh cái đèn này. Bên dưới là cao su non, bên trên nó sẽ là một cái dòng nỉ như này nhá. Đây, này. Một cái dòng nỉ như này các bác này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là, khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là rất là êm, mềm, mượt, và dưới cao su non này thì bám dính rất là tốt luôn, không sợ bị trượt. Đấy, các bác có thể để cửa nhà tắm, nhà giếc thoải mái luôn. Nó là cái dòng cao su non, nó rất là bám. Bên trên thì nó sẽ là dòng nỉ như này, dùng không lo bị bong, bị xỉn nữa đâu. Đấy, bị mủn nữa đâu. Các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em được luôn. Kích thước của nó là 40 x 60. Thì lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Thảm 46, giá là 45k cho một chiếc như này nhá. 45.000 cho một chiếc thảm này thôi. Giá rất hợp lý rồi. Đấy, nói chung là chất liệu đẹp, giá hợp lý. Thảm 46, giá sẽ là 45.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Đèn xoay. Đấy, lô này em về thì nó sẽ là dòng mẫu mới. Mẫu này của nó thì nó sẽ là dòng mẫu cắm trực tiếp có đuôi như này. Còn cái lô trước là nó có dây thì nó hết mất rồi. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng cắm trực tiếp như này không nhá. Cắm trực tiếp thì cũng rất là tiện thôi. Các bác cứ cắm trực tiếp vào trong nguồn điện có công tắc tắt bật như này. Đấy, không cần phải dùng dây nữa. Đây, em sẽ cắm thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, cắm trực tiếp vào này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, là nó xoay thôi. Cái mẫu này của nó thì nó rất là đẹp các bác. Đấy, rất là đa dạng luôn nhá. Đó, con này thì rất đẹp các bác này. Đó, con này đẹp lắm các bác. Đấy, đây nó đang chạm vào tường, nó quay hơi chậm, bình thường nó sẽ quay nhanh hơn một chút các bác. Đó, đây. Và theo, đây. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. 60k cho một con đèn xoay như này. Các bác lên cho em là đèn xoay nhá, giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. Đó. Hello các bác nhé, hôm nay thì Phạm Bốn lại tiếp tục chương trình quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các cái mã đồ kim khí để lên trân trọng gửi tới các bác, cũng là khai xuân đầu năm luôn. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thành công trên bước đường học tập như công tác của mình. Đây là các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Em lên cho các bác một số cái mã khò ga này. Khò ga thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là có 3 mẫu cơ bản như này. Đó, 3 mẫu cơ bản các bác nhá. Đây, đây nó sẽ là 3 mẫu khò ga của bên em này. Thì đầu tiên này em lên cho bác cái khò ga đồng này. Con này thì về nhà các bác phải mồi, nó không tự động đánh lửa, nhưng mà con này thì nó là dòng khò ga đúc. Cho nên là nó rất là chắc và nó bằng đồng hết, đúc rất chắc chắn luôn. Đó. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k cho một con khò ga đồng như này nhá. 90k. Đó, lên mã giúp cho em là khò ga đồng 90.000 một chiếc như này. Đấy, tiếp theo là bên em về cho bác cái khò ga trắng này. Đấy, khò ga trắng. Dòng này thì cái lõi bên trong tiếp xúc lửa của nó là bằng đồng và dòng đánh lửa tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã giúp cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khò ga đại nhá. Các bác lên cho em là khò ga đại. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120k cho một con khò ga đại như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng to. Đây, cái phần tiếp xúc lửa của nó rất là lớn các bác này. Đấy, tiếp xúc lửa lớn thì rất là to. Con này thì các bác có thể dùng để mình thui gà, thui lợn, thui chân giò, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Hoặc các bác làm thợ này, hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, Japan các bác này.
Đó, con này thì sẽ là 120.000. Đấy là các cái mẫu khò ga bên em. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái kẹo chuột các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kẹo để khi mà mình sử dụng thì nó rất là tốt luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nhập khẩu của Thái Lan nhá, hàng nhập khẩu của Thái Lan. Đây, toàn bộ là chữ Thái hết này. Đấy, toàn bộ chữ Thái hết đây. Màu hồng như này, rất là thu hút chuột luôn. Chuột nó đến thì nó sẽ ăn cả đàn luôn nhá. Đấy, nó sẽ đến và nó sẽ cả đàn nó ăn vào đây luôn. Đấy thì là nó sẽ một con đến và nó sẽ dụ cả đàn đến ăn luôn thì chết cả đàn luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 30k cho một hộp kẹo chuột như này thôi. 30k nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột này. Đó, kẹo chuột. Giá sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. 30.000. Đó. Chết cả đàn luôn con này thì cực kỳ là nhạy luôn. Nhiều bác thì chỉ có kêu là nó chết thì nó lại trong gầm tủ gầm giường thì nó hơi khó chịu một chút, nó mùi. Đấy, còn lại là rất là nhạy luôn nhá. 30k cho một kẹo chuột như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bột thông cống này. Đấy. Tết nhất các bác dùng nhiều rồi cái đường ống cống rãnh nhà mình nó tắc nhá thì các bác dùng cái bột này cho em. Đó, đây nó sẽ là một cái dòng bột như này và nó sẽ là dòng bột sủi nhá. Thì các bác cứ đổ vào cái đường ống, đường cống, đường rãnh, chậu rửa mặt, chậu rửa bát, nhà tắm, toilet, tóc tai cái thứ nó đóng cặn ở đây thì các bác rửa cho em. Đấy, sạch luôn. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống. Đây các bác này. Đấy, đây các bác. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Đấy các bác xem. Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Đấy các bác theo. Kết quả này. Ok luôn nhá. Ngoài ra rất là tiện ích nhá. Đấy thì khu vực nào tắc các bác cho hết vào cho nha. Đấy, lên trên là bột thông cống nhá. Giá thì chỉ có 25k cho một hộp như này thôi. 25k một hộp như này nhá. Về nhà các bác đổ trực tiếp lên cho em 260g này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bột thông cống của Nhật nhá. Giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là một số cái đồ kim khí này. Đấy thì nó sẽ có là cà lê đỏ và cà lê bạc này. Đấy, dòng này đều nó là dòng cà lê 8 đầu hết nhá. Đó, cà lê đỏ và cà lê bạc đây. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác là con cà lê bạc này. Cà lê bạc này thì sẽ là 130k nhá. Đấy. 130.000 cho con 8 đầu bạc như này. 8 đầu bạc 130.000. Con này ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu này là 8 này, 10, 11 và 13. Đấy, còn đầu bên này nó sẽ là 13 đây, 14, 17, 19, 21, 14, 17, 19, 21. Đấy thì con này các bác lên cho em là cà lê 8 đầu bạc nhá. 8 đầu bạc, giá của nó sẽ là 130.000. Còn con này thì nó thông số nó như nhau. Đấy, nhưng mà con này thì nó sẽ có màu đỏ cho nên là em lên là cà lê 8 đầu đỏ nhá. 8 đầu đỏ, giá sẽ là 100k. Đấy, con này sẽ là 100k cho con cà lê 8 đầu đỏ như này. Thì con này các bác dùng nó rất là tiện nhá. Một con cà lê mà mình có tới 8 đầu như này. 1 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, 5 6 7 8 tức là dùng một chiếc này là bằng 8 chiếc luôn. Đấy, rất nhỏ gọn này, các bác có thể xoay theo kiểu trực tiếp như này hoặc là xoay theo chiều hông như này. Đấy, xoay như này hoặc là xoay theo chiều hông như này cũng được. Đó, nó rất là tiện. Đấy, nó làm nó hếch ra như này thì xoay nó rất là tiện luôn. Đó, con bạc này là 130.000 nhá. Và con đỏ này thì sẽ là 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con kìm chết các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm chết của Mỹ này. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ nhá. Con này thì dùng siêu bền bỉ luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi đây. Đấy, hàng thương hiệu Crossman USA nhá, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. 100k cho một em kìm chết Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000. Hàng thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, độ mới của nó còn phải khoảng 95%, thép CLV không gì nhá, thép CLV không gì. Hàng này thì nó chưa qua sử dụng cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, đầm tay rất là sướng luôn. Và ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần ấn lẫy này là nó tự bật ra luôn. Đó, nó rất là tiện. Lên cho em là kìm chết Mỹ này, thép CLV không gì này, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con tô vít vạn năng nhá. Con tô vít vạn năng. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở cái đầu này thì các bác có thể lắp thêm pin vào đây. Đấy, còn lại thì em cũng không khuyến khích lắm. Đa số là mình dùng ban ngày thì cũng không cần phải pin sáng làm gì. Đấy, nó có hệ thống đèn LED này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có 8 cái đầu tô vít nhá. 8 đầu tô vít thì nó sẽ có 4 đầu dẹt và 4 đầu múi. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Đấy, hàng 8 trong 1 luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng đây. Đấy, đầu bên này đầu dẹt này, đó. Thì các bác dùng đầu nào thì các bác cho cái đầu đấy ra cho em. Đấy, dẹt từ to đến nhỏ và múi cũng từ to đến nhỏ luôn. Đấy, múi cũng từ to đến nhỏ. Ngoài ra thì nó có một cái siêu phẩm là siêu nhỏ như này. Siêu nhỏ này thì các bác xoáy cái đầu ra cho em này. Đấy, xoáy đầu ra cho em. Đây, và nó cũng có một đầu dẹt, một đầu tròn. Thì các bác dùng nó cũng thoải mái. Con này thì giá chỉ có cho cho các bác là 80.000 thôi, 80k. Đấy, lên cho em là
Tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng này, tô vít vạn năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80k cho một con tô vít vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái tô vít, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là tô vít xanh nhá, đấy tô vít xanh đây, đấy. Thì con này nó cũng rất là đa di năng luôn, con này thì để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt này. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít như này nhá, 30 đầu vít như này thì rất là tiện luôn. Đó thì các bác có thể lắp vào đây cho em này, lắp vào đây là mình sử dụng này. Đấy, lắp vào đây mình sử dụng cho em. Đây. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp vào đây, mình thích thay mũi nào thì mình thay mũi vào cho em. Và cái này nó cũng có cho các bác là đủ quyền là nâng lên hạ xuống này. Đấy, cho giãn ra, nấc một này. Đấy, cho giãn ra nấc một hoặc cho sập xuống này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi. 40k cho một cái vít xanh như này nhá. Đấy, 40k cho một cái vít xanh như này. Các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh này. Vít xanh, giá của nó sẽ là 40k cho một cái tô vít xanh nha, hộp vít xanh này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, rất tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà sẽ có cho các bác là đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một chiều là khóa thông thường. Đây như này là sẽ là khóa thông thường này. Còn một chiều là nó sẽ lật đảo, các bác đảo cái chiều này đi cho em. Thì cái chức năng còi hú nó sẽ hoạt động nhá. Khi mà trộm nó chạm nhẹ vào thì nó sẽ kêu là 3 tiếng và chạm mạnh thì nó sẽ hú lên như này. Đó. Và nó hú khá là lâu luôn, mà các bác phải mở khóa thì nó mới hết nhá. Đấy, hoặc nó sẽ kêu một lúc. Đấy, còn các bác muốn dùng bình thường các bác dùng này cho em. Còn muốn dùng cái chiều chống trộm thì các bác này cho em. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì rất là an toàn luôn. Và cái giá thì nó chỉ có vài chục nghìn thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, lên cho em là khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm này. Đó, khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá. 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác rồi. Giá quá là hạt rẻ rồi, và con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là hợp lý thôi, rất hợp lý để mình sử dụng mình chống trộm, rồi nói chung là vừa là khóa cửa khóa nhà vừa chống trộm được luôn, thì nó cũng rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn, giá đầu năm giá yêu thương luôn nhá, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là khóa Đức này. Con này thì sẽ là 150.000 cho cái ổ khóa Đức như này. 150k cho cái ổ khóa Đức như này nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ khóa này, rất là tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đây. Các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Đó, sau đó thì mình mở ra này. Đây, hàng khi các bác nhận được thì nó sẽ là một ổ khóa như này. Đấy, ổ khóa Đức này. Hàng made in Germany này. Đó, made in Germany. Đó, vào đây thì nó sẽ là một cái ổ khóa như này. Đó. Hàng rất to luôn, nó phải to bằng ngón tay trỏ của em này, to bằng ngón tay trỏ này. Đó, rất là to luôn nhá. Hàng này thì hàng khủng rồi. Các bác dùng ngoài trời trong nhà thoải mái cho em luôn. Ưu tiên cho các bác là có tới 4 chìa, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 4 chìa. Và dòng này là dòng chìa tròn. Thì chìa tròn này thì bên trộm bên Việt Nam mình hoặc bên Tàu thì nó vẫn chưa sản xuất được cái phôi chìa tròn như này. Đó, thì nó có cái chức năng chống trộm rất là tốt luôn. Các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khóa Đức như này. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho một cái khóa Đức như này. Đấy, chức năng chống trộm giúp cực kỳ là tốt luôn. Đó, chống trộm rất là tốt luôn. Và giá thì chỉ có 130.000 thôi. Đấy, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là khóa Đức nhá, khóa Đức. Khóa đồng Đức này, đó. Khóa đồng Đức. Khóa đồng Đức giá sẽ là 130k. 130k một chiếc nhá. Rất là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho một cái ổ khóa như này, bao gồm cho các bác là một khóa chống trộm chống cắt đầy đủ cho bác luôn. Trộm khóa như này là trộm không thể cắt được nhá. Đấy, chống trộm chống cắt các thứ đầy đủ cho bác luôn. Mà cái giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái ổ khóa như này thì cũng khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đó, khóa đồng Đức 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chống giật nóng lạnh nhá, chống giật bình nóng lạnh. Thì con này thì nó quá là hữu ích rồi, đặc biệt là miền Bắc thì hay dùng bình nóng lạnh, miền Nam thì ít hơn một chút, nhưng miền Bắc thì mùa đông nó lạnh nên các bác phải dùng bình nóng lạnh. Mà dùng bình nóng lạnh thì cái khả năng mà bị giật rất là cao, cho nên các bác dùng cái khóa chống trộm này cho em thì cực kỳ là an toàn luôn. Đó, rất là an toàn luôn nhá. Đấy, thì cái chống giật nhá, chống giật này cực kỳ là an toàn luôn. Giá sẽ là 40k cho một chiếc như này nhá. 40k một chiếc như này. Thì các bác mua là mua một đôi thì mình sẽ lắp cả dây nóng cả dây lạnh cho em luôn. Đấy, cái này nó sẽ là bằng sứ này. Bằng sứ thì nó sẽ là chống truyền dẫn điện rất là tốt luôn, và chống giật cực kỳ là an toàn luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh,
lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng, có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản, chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào tường chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà. Đấy, giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá chỉ có 40.000 cho một con như này thôi. Đấy, các bác mua chỉ có mất có 80.000 thôi. Về tháo lắp cũng rất là dễ dàng mà an toàn. Hàng chống giật của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái kìm các bác nhá. Đấy, kìm thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Bên em gọi nó là kìm đỏ. Đấy, tại vì nó cũng có cả màu xanh, màu đỏ, màu cam như này, màu bạc như này. Nhưng bên em gọi chung nó sẽ là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy, kìm đỏ đa năng. Giá thì chỉ có 100k cho một chiếc kìm này thôi. 100.000 nhá. Đấy, 100k cho một chiếc kìm như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Hàng thì có lò xo đẩy như này thì dùng nó rất là nhàn. Thứ hai nó sẽ có cho các bác là cái phần là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây bấm cốt này, cắt dây này, xoắn ốc này, rồi nói chung là vặn dây vặn giếc này. Đấy, và có cả cái phần để các bác làm búa này. Đây, cái phần này làm búa này. Đấy, búa gõ như này, rất là tiện luôn. Kìm thì dài khoảng 21-22 cm, rất tiện dụng, vừa tay. Đấy, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây, thép CRV của Nhật đây. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết này, chữ triện của Nhật này. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, giá sẽ là 100.000. Đó, kìm đỏ, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Ép tỏi, con này thì hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người của Đức như này. Đó, con này thì giá sẽ là 100k cho con ép tỏi như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để mình cho tỏi, cho hành, rồi cho các cái loại củ ở đây. Mình ép ra là xong. Nó rất tiện ích và dễ sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con ép tỏi như này thôi. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là này đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Automat nhá. Đấy, Automat hàng nội địa của Nhật này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em ship code toàn quốc. Đấy, bên em ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em, ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là dòng Adcock, công suất của nó sẽ là 30A, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Điện của nó thì từ 100 đến 220V. Các bác dùng điện Việt Nam mình ok. Hàng nội địa của Nhật nhá, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Đây. Giá thì sẽ là 110.000 cho con Adcock như này. Con này thì nó sẽ là chống giật, chống chập, chống quá tải. Các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa và các cái thiết bị của các thiết bị nhỏ đều ok hết nhá. Đấy, motor, máy bơm nước dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng để đóng ngắt motor, máy bơm nước. Có dấu hiệu điện của giò gì chập cháy hoặc là quá tải là ad sẽ nhảy hết nhá. Đấy, lên cho em là Adcock 30A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con cock 30A như này. Đấy, các bác lên cho em là cock 30A nhá. Cock 30A này. Cock 30A. Giá sẽ là 110k một chiếc, 110.000 cho một con cock 30A như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là con Ad Đại 40A đây. Đấy. Con Ad Đại 40A. Đấy, hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn, hàng made in Japan. Đấy. Có hàng của Mitsubishi, hàng của Natina nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng made in Japan quá này. Đó, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con Adcock, một con Ad Đại 40A như này. Đấy, Ad Đại 40A như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, các bác lên xem là Ad Đại này. Đó. Ad Đại 40A, Ad Đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. Đấy, 180.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con Ad Đảo Chiều này. Ad Đảo Chiều. Con này thì nó sẽ là dòng Ad Đảo Chiều và 63A nhá. Đấy, 63A Đảo Chiều. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 trong con Ad Đảo Chiều như này. Đấy, công suất của nó là 63A. Con này thì các bác dùng chuyên dùng cho em đó là nhà có hai công tơ này, hoặc là dùng cho gọi là dùng cho hai công tơ hoặc dùng cho máy phát điện đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là Ad Đảo Chiều, 110.000 cho một con Ad Đảo Chiều như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy rót rượu tự động nhá. Đấy, test xong rồi nhưng mà các bác cũng vẫn cứ uống rượu bình thường cho em. Đấy, uống rượu không lái xe là được. Đấy. Thì
ở đây nó sẽ là một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là một thân máy như này này, các bác bật nguồn lên cho em này, đấy, một thân máy này, một âu đựng rượu và một cái âu để các bác đựng đá, hai cái chén này của em nhá, hai chén này của em, nói thẳng thế luôn. Còn lúc các bác xem quảng cáo các bác bảo ta thấy thêm có thêm hai cái chén nó phức tạp cả, đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm là một thân máy này, đây là cái thân máy của nó này, một thân máy này, một cái âu đựng rượu này và một cái âu nhựa để các bác đựng đá bên dưới mình dùng cho nó mát. Đấy, các bác đặt vào chưa? Đấy, đặt vào. Sau đó thì mình bắt đầu rót thôi. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đặt vào cốc như này là nó sẽ rót này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, đặt cốc vào như này nó sẽ rót này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái con mắt cảm biến đây. Các bác cứ đặt vào là nó rót thôi. Đấy. Và các bác có thể tùy chỉnh tăng giảm ở đây, tăng giảm ở đây. Đó. Lên cho em, đưa anh cái giảm đi. Các bác lên cho em là máy rót rượu tự động nha, máy rót rượu tự động. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho con máy rót rượu tự động như này. Con này thì em để lâu lắm rồi. Đấy, em để lâu lắm rồi, từ năm ngoái năm kia rồi mà em vẫn dùng bình thường, không có phải sạc pin, sạc biếc gì cả. Đấy, để nó bụi bặm quá này, em lau đi cho các bác xem. Đó, lau đi lại sáng bóng đẹp luôn. Đó đây, các bác tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đó. Đây. Đấy các bác, đầu tiên các bác bật lên cho em này. Đấy, và mình chỉnh lên một chút này. Sau đó thì các bác đặt cốc vào là nó rót này. Đấy, rất tiện luôn nha. Đấy, đều nhau tam táp luôn. Đều nhau tam táp luôn. Đó, hai chén đều nhau tam táp luôn nha. Các bác thấy không? Đây, hai chén này đều nhau tam táp luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy rót rượu nha. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 cho một em máy rót rượu như này, 270k. Nó rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là máy rót rượu 270.000 nha. Đấy, máy rót rượu 270.000. Lên cho em là máy rót rượu này, máy rót rượu 270k, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì con này các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em mình sử dụng thôi. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 và con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngăn như này, con này, một cái ngăn như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái ngăn như này. Và các bác tháo ra ở đây có sẽ có cho các bác là bốn cái âu như này. Bốn cái âu như này, nếu các bác mua bình thường một cái âu như này thôi đã cũng phải mất đi là 30-40 nghìn rồi. Đấy, em cứ gọi cho là 40 nghìn thì là 160 nghìn rồi. 160 nghìn để mua được bốn cái âu inox đẹp như này. Đó, mỗi cái âu này của nó thì sẽ là 0.5 lít gì đấy. Đấy, và cả cái cặp lồng này thì của nó dung tích sẽ là 2 lít này. Đấy, và có cáp cắm nguồn cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác cứ đổ nước vào đây, đổ nước vào đây. Đấy, đổ gần đến miệng này, sau đó thì các bác đặt cái này vào, đặt cái này vào. Sau đó thì mình cắm điện vào là mình đun nấu thoải mái nhé, đun nấu thoải mái cho em. Đấy, hấp xôi này, bánh bao này, rồi cho cơm, cho gạo và nấu bình thường. Đấy, các bác có thực phẩm, thức ăn mình mang đến cơ quan này. Đấy, mình xách đi, mang đến cơ quan cho em. Đây, đóng ngắt ở đây, cắm điện nguồn ở đây nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là cái hộp của nó này. Đây, con này thì hàng của nó sẽ là công suất là 20W này, à 200W này. Điện thì nó sẽ là 110 đến 220V. Đấy, con này thì điện của nó là dùng cả điện Việt Nam mình luôn, 50Hz, dung tích 2 lít. Đây, 259, 130, 220, đó, dài rộng cao. Lên cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Giá thì cực kỳ ưu đãi, 180k, 180.000 cặp lồng như này. Mà nếu các bác mua 4 cái âu inox đấy, nó sẽ mất cho các bác là vào khoảng là đi 160.000 4 cái âu inox rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Đèn bão. Con này thì các bác lên cho em là đèn bão quạt. Con này thì nó sẽ có cho các bác một cái quạt như này. Đấy, đèn bão quạt này. Quạt rất mát luôn. Gió ù đúng không các bác? Quạt siêu mát luôn, gió ù này nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Kèm thêm cho các bác là một cái đèn. Đây, một cái đèn này các bác rút cái lên cho em, đèn rất sáng luôn. Cái quạt này các bác có thể dùng từ 3-5 tiếng tùy theo mức độ sạc nhá. Và có cáp sạc sẵn cho các bác luôn. Có cáp sạc luôn và có cả tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Có pin năng lượng mặt trời. Mất điện các bác chỉ cần bỏ ra thôi. Đây, nó đang sạc này các bác này. Đấy, em che đi là nó không có ánh sáng, là ánh sáng điện này nó cũng vẫn sạc là bình thường nhá. Che đi là nó tối này. Bỏ ra nó sáng các bác này. Đó, thấy chưa? Che đi nó tối này. Đó. Con này thì rất tiện. Các bác dùng nó rất là đã, mất điện mất đóm là các bác cứ thế mình sử dụng thôi. Đấy, quạt có thể được từ 3-5 tiếng, nhà có trẻ em trẻ nhỏ đều ok. Hên cho em là đèn bão quạt nhá. Đấy, đèn bão quạt này. Đèn bão và có quả cả quạt luôn. Cho nên là đèn bão quạt giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cái đèn bão này bao nhiêu nhỉ? Đèn bão là 100. 100k nhá. Đấy, giá cực rẻ luôn, 100.000 cho cái đèn bão như này.
Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cốc tự khuấy. Một con cốc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sử dụng hai cái quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có thể cho vào mình pha trà, pha cà phê đều được hết nhá. Đấy, cho đây. Ở đây nó có cái tấm có cái viên pin hạt 500 từ trường. Đấy, thì nó sẽ liên tục quay tròn để các bác pha trà, pha cà phê rất là tiện. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k tròn cho một cái con cốc tự khuấy như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, bỏ tranh cái đôi pin vía đây để anh chạy thử nào. Con này nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ nhá. Đấy, pin con thỏ nhỏ thì về nhà các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ vào cho em là ok. Đây em sẽ lắp thử cho các bác xem. Đấy, đây nó sẽ là một cái nam châm từ trường như này các bác này. Đấy, nó sẽ là cái nam châm từ trường như này. Bóc ra. Các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào nhá. Đấy, lắp vào sau đó thì các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Cái này bên em bán là không kèm pin đâu nhá. Về nhà các bác đi mua pin ở ngoài thôi. Đấy, em bán là không kèm pin đâu. Nói rõ các bác thế luôn. Đây. Đấy các bác này, cho cái hạt nam châm này vào này. Đấy. Bấm này nó sẽ quay thôi này. Đấy. Đấy. Sau đó là các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại ấy vào đây. Đấy, một viên pin này các bác dùng thoải mái, khi các bác rửa thì tránh nước vào cái phần đít này là xong. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác rồi. Hàng chất lượng, giá hợp lý. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao ba con, dao cán gỗ ba con nhá. Bỏ ra anh tờ giấy. Đây anh tờ giấy. Bộ dao cán gỗ ba con, giấy ghi đơn đấy. Đấy, giấy nào cũng được. Thì đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt này. Con này cân nặng của nó là khoảng từ 5 đến 7 lạng. Đấy. Tờ nào cũng được. Từ 5 đến 7 lạng các bác này. Đấy, cân nặng của nó là từ 5 đến 7 lạng. Và con này thì khá là dày luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan. Đây chữ này là chữ Made in Japan nhá. Đấy, giống như kiểu chữ Việt Nam mình là sản xuất tại Việt Nam. Đấy, còn cái này thì nó sẽ là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, các bác về các bác có thể gõ Google dịch là ra cái chữ này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. Lên thì em là con dao chặt gỗ 180k cho một con dao chặt gỗ như này nhá, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái gỗ này. Con này giá chỉ có 80k thôi, 80.000 cho con dao thái gỗ như này. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén này các bác. Đây, đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, dao thì rất là bén luôn thôi nhá. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Và dao thì rất là bén và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy các bác thấy không? Dao rất bén luôn, Seiki Japan như này. Con này thì sẽ là 80.000 cho con dao thái gỗ như này nhá. Đấy, 80.000. 80.000 là vào 260 rồi. Đấy. Tiếp theo thì con dao gọt này. Con dao gọt này thì sẽ là 40.000. Có lên cho em là gọt gỗ nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 40.000 các bác này. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì là bén của bén rồi, bén của bén rồi. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả hoặc là đa di năng luôn. Con này thì dài khoảng 20cm. Còn con này thì dài khoảng 30cm nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó, còn con này là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ 40k. Đó. Nếu các bác mua combo 3 con như này nhá. Bộ 3 con như này sẽ là 260.000. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, bộ 3 dao này. Cán gỗ này. Cán gỗ giá sẽ là 260.000 và bao ship. 260.000 cho 3 con dao, bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, các bác đi đâu mua được giá rẻ như này. Đó. Còn nếu các bác mua lẻ thì sẽ là con này 180.000, con kia 80.000, con kia là 40.000. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello các bác nhé, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhá, được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Con đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái tip thuốc trĩ như này.
30.000 cho một típ thuốc trị như này nhá. Đấy, thuốc trị này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa, đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng típ kem bôi như này. Đây các bác này, đấy, hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục típ, 20 típ với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy, thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy, thuốc trĩ giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá, giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em các cái bệnh ngoài da nhá. Đấy, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này, đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này, đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên thì em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng dũng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây, đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán như này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc ra cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan, bàn chân. Đấy, hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy, các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu cho nên lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng hoàng nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi dày nhá. Đấy, các bác xịt hôi chân này. Đấy, thì chân các bác đi dày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em.
lắp đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260 ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi, 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó thì giày tất này, các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan các bác này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 thôi nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy, thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn.
Đấy, con này có thể dọc được cái dây bóng dài này, là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20 cm và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt hai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt hai này, đó, gọt hai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt hai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này, giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt hai này một chút này, dài hơn con gọt hai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt hai này thì sẽ là 80.000, còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150.000 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm là 30 cm nhá, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30/30 cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30 cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20 cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, 4-5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4-5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này. Lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5,5 cm. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bác nhá, dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao cai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao cai như này. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn con này, rất là bén luôn nhá. Qua theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18-19 cm, lưỡi 19 cm. Bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000, còn dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng
na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu dáng nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao, đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Dài, dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38 39 cm. Rất là dài luôn, 38 39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4 cm rưỡi và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này, rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rất bén luôn các bác này. Rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ạ. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn. Và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhá, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt một cân ở đây. Chặt một cân nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt 1 cân nhá. Dao chặt 1 cân. Con này cân nặng là 1kg các bạn. 1kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt, chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy, dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1kg. Giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 21-22 cm, 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là ba con dao. Đấy. Ba con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho ba con nhá. 260.000 cho ba con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là chặt gỗ sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén rồi các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thái gỗ này rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy.
lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là con dao, các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì, dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt hai đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175, và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy, thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đó, mua hai con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một mã, đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo hai con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm, và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá, vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k, hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký bác nhá. Đấy, thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy, thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy, thì một mớ của nó bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bạn. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhá. Đấy. Đây các bạn. Đây. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy, 110.000 cho một cân như này.
to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bạn. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như con này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg. Và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó thì đá cắt sắt inox nhá. Đấy đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nữa thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên, 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan quá này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là
theo từng loại các nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn, thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây. 5m này. Đấy, con 5m các bác nhá. Đấy, con 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 trong cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm, đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về 3 màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về 3 màu, nhưng mà bên em lên tên, tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ 3 màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và sáu là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5-6 chức năng như này, và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về 3 màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có 3 màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k trong chiếc này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhá. Thì các bác lên cho em ổ này, nó sẽ là ổ trắng này. Đấy, có công tắc đóng ngắt, đây em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1m các bác. Đấy, dây dài trên 1m. Đây. Đấy, nó tầm khoảng 1,5m gì đấy các bác nhá. Đấy. 1,5m, 1,5m, 1,8m. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bác này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60k. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây, có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này, 3 4 này, 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đấy, đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50k. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1m nhá. Đấy, khoảng từ 90cm đến 1m. Cắm điện vào là có đèn báo nhá.
và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này, đấy, dẫn dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy. Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90cm đến 1m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu tắt cái đèn này đi. Tắt đèn xong vỗ con muỗi đi, nó đang. Nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này. Màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Còn đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Coi lên theo là ổ xanh này. Đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1m nhá, dây dài khoảng 1m. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá, vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này, và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on up ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đàng hoàng. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. À, gì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 140k cho cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy. Đây, con to nhất của nó thì khoảng 24cm nhá. Và con nhỏ nhất thì khoảng là 12cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nồi nào vung đấy, cứ thế là mình đậy vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá. 140k cho bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ, một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k cho một con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong rồi. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá, tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này, các bác có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu Z của Mỹ nhá. Hàng Z của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây, USA các này, USA. Đó. Thì combo cho các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được.
Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù giá sẽ là 80.000 này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá, mũ dàn di giá cũng là 80.000 luôn, mũ dàn di giá sẽ là 80.000. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật mũi thông minh nhá, vật mũi thông minh. Các bác lên cho em là vật mũi đứng này. Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bác này. Đấy, các thông số điện của nó đây. Đó, 5V 1A, 300V. Đó, đây. Thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm ở cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh, ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bác này. Đấy, nó sẽ đánh điện như này các bác này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá. Và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150.000 nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi. Sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để thế này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy. Lên cho em là vật vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150.000 nhá. Vật đứng này. Đó. Vật đứng giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150.000. Nó bao nhiêu? Vật đứng 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hết rồi, thôi. Bỏ cái bàn chải. Rổ vuông nhá thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biết các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy sen cơ. Và con nhỏ nhất thì trên 20 sen. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên xem là bộ rổ vuông này, bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá, hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hai lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải nhá, vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy, đầu bàn chải này. Hả? 35.000 nhá. 25.000. Đấy, 25k cho một vỉ bàn chải như này bao gồm là 6 chiếc thôi nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một vỉ một cái bàn chải không đã 20-25.000 rồi. Thế mà đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này. 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác này. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này. Rất là mát luôn các bác này. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá. Gió rất là mạnh luôn. Các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này. Gió rất là mạnh các bác nhá. Gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Đây, có sẵn chân sạc như này rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này, đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt này. Đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa, hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn. Size của nó sẽ là size 3XL, size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng, giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết. Giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn và giày mưa thì sẽ là chống mưa. Đó, và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn đây các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. 195k. Đó, bộ quần áo mưa này. Quần áo mưa giá sẽ là 195k.
Con này em bán là giá siêu rẻ đấy. Các bác mà ra ngoài cửa hàng, nếu họ bán cho các bác là tầm 300 nghìn cơ. Tầm 300 nghìn. Nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok.